Và trong cái video nhanh hôm nay thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn một vài những chiếc flycam trong phân khúc giá là siêu rẻ, là chỉ dưới mức 1 triệu đồng thôi. Có thể nói là với flycam thì các bạn thấy là ở cái mức giá tầm khoảng dưới 5 triệu là vẫn được xem là mức giá rẻ, thì dưới mức 1 triệu đồng thì là siêu rẻ. Và với những chiếc flycam trong phân khúc giá như thế này thì chúng ta chủ yếu là sử dụng để tập chơi tập bay là chính, và chúng ta cũng không có kỳ vọng quá nhiều về cái chất lượng quay phim anh em nhá. Trong mức giá là dưới 1 triệu đồng, hôm nay mình giới thiệu với anh em đó là ba mẫu flycam, đó là cái con K102 Max là con thứ nhất, con thứ hai đó là con E9 Pro 2 và con flycam thứ ba đó là con flycam H16. Có nhiều người mà chúng ta đang mới bắt đầu tìm hiểu flycam này, muốn tập chơi tập bay trước và lựa chọn những chiếc flycam nó giá rẻ như thế này đấy để anh em tập chơi tập bay. Và nếu như chẳng hạn như anh em mà có xảy ra những cái rủi ro sự cố va chạm các thứ thì chúng ta cũng không có tốn kém quá nhiều, đúng không anh em? Đó, và chiếc flycam đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đó là con K102 Max. Đây là con flycam giá là 500.000 thôi, nhưng mà nó được trang bị là động cơ không chổi than và cảm biến độ cao. Đó chính là hai cái ưu điểm tốt nhất ở một chiếc flycam như thế này. Trước đây thì anh em là với mức giá rẻ mà để flycam được trang bị cái động cơ không chổi than thì đâu đó chúng ta phải có mức giá là trên 2 triệu 3 triệu rồi. Nhưng mà hiện tại thì với chiếc flycam này thực sự là một cái bất ngờ quá lớn. 550 nhưng mà chúng ta đã có một chiếc flycam, anh em thấy không? Rất là đẹp nhá, thiết kế đẹp này, động cơ không chổi than giúp cho nó hoạt động nó bền bỉ hơn. Cái thứ hai là có cảm biến độ cao. Và tất nhiên ở mức giá này thì chúng ta chưa có GPS rồi là cũng như là camera thì chưa có gimbal các thứ đó. Nhưng mà so với một chiếc flycam mà có những yếu tố kia thì mình thấy nó là quá là ngon rồi để tập chơi tập bay trong cái phạm vi mà gần rồi. Đây chính là cái con K102 Max. Cái cảm giác mà cầm trên tay, cái chất liệu thiết kế của nó bằng nhựa đó, chất liệu cấu tạo nhựa là cũng rất là tốt anh em nhé. Cảm giác cầm cũng rất là ok. Nhìn bên ngoài cũng rất là đẹp, cánh cập gọn gàng. Đó chính là K102 Max. Mình cũng đã có cái video bay thử con flycam này ở bên ngoài trời rồi. Đấy, một mức giá là chỉ tầm khoảng 500.000 thôi là chúng ta đã có một chiếc flycam tập chơi tập bay là ngon lành luôn rồi anh em. Giới thiệu với các bạn cái con flycam E9 Pro 2. Đấy, con flycam này thì nó có hai gam màu là đen hoặc xám, và cái kích thước của nó cũng nhỏ gọn giống như con K102 Max vừa rồi. Con này thì cũng được trang bị cảm biến bụng này, và có cái thời gian bay đó là tầm khoảng 15 cho đến 20 phút. Đấy, pin đặc điểm của con này nó là pin khá trâu nhá, pin lâu và có cảm biến bụng, đó là hai ưu điểm của con này. Động cơ con này thì là động cơ là có chổi than, chưa là động cơ không chổi than giống như cái con flycam trước, nhưng mà nó là bay lâu hơn này, cũng như là cái nó có cảm biến bụng này. Đây tiếp tục là một chiếc flycam tương đối là ngon trong cái mức giá là khoảng tầm dưới 700.000 để cho anh em có thể là mua để anh em sử dụng tập chơi tập bay. Đấy. Chiếc flycam này thì nó được trang bị là đèn LED ở phía trước cũng như là phía sau để giúp cho anh em có thể bay nó có đèn nó sáng nó tốt hơn. Con này là con E9 Pro 2. Đấy. Và theo mình đánh giá nha, bay con này nha, thì khả năng giữ vị trí của nó khá là ổn anh em ạ. Giữ vị trí bay ở trong nơi chật hẹp các thứ khá là ok đấy. Thì đây là con E9 Pro 2, một chiếc flycam rất là ngon nha, để cho anh em có thể là mua để tập chơi tập bay này.
Ok, và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với anh em một chiếc flycam cuối cùng ở trong danh sách này, đó là con H16 flycam, tiếp tục là một chiếc flycam siêu rẻ, chỉ hơn 600 ngàn thôi, nhưng nó đã được trang bị đó là động cơ không chổi than và cảm biến độ cao. Anh em thấy đó là động cơ không chổi than và cảm biến độ cao, đó là hai cái yếu tố thực sự là chất lượng trong mức giá này để cho anh em có thể sử dụng flycam nó bền hơn. Đấy, động cơ không chổi than giúp cho nó hoạt động, nó chịu được nhiệt tốt hơn, bền bỉ hơn này, cũng như là giữ được vị trí tốt, có cảm biến độ cao. Con này thì tất nhiên là trong mức giá này chưa có GPS cũng như là camera, thì chúng ta chủ yếu là camera, chất lượng camera chỉ để xem để cho vui thôi, chúng ta cũng gần như là quay chụp không thể dùng được. Và tiếp theo thì cái con flycam này cũng đầy đủ những cái tính năng của một chiếc flycam giá rẻ, như là nhào lộn này, nhào lộn 360 độ này, rồi tự động cất cánh hạ cánh cũng có luôn, thay đổi vận tốc bay các thứ đó. Thì nói chung là đầy đủ những cái tính năng điển hình ở một chiếc flycam giá rẻ. Đấy. Và cái cảm giác khi mà mình điều khiển trên tay cầm lái thì mình cảm giác đó là điều khiển cũng khá là ổn, giữ vị trí tốt đầm. Thì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều những chiếc flycam cũng giá dưới 1 triệu đồng, nhưng mà tự chung mình thấy là mình sẽ sử dụng ba con flycam này. Đó, con K102 Max E9 Pro 2 và con H16, thì mình cảm giác đó là cảm giác trải nghiệm lái chơi. Đó, cũng như là nó khả năng giữ độ cao của nó thì khá là ổn, tốt. Cho nên là mình giới thiệu với các bạn là ba chiếc flycam này, mức giá hiện thực tế của nó là chưa đến 700 ngàn đồng. Đấy, dưới 1 triệu đồng. Và để cho anh em có thể mua để tập chơi, tập trải nghiệm trước, để tập làm quen trước. Đấy. Thì đây là ba chiếc flycam tương đối là ok anh em nhé. Đó, thì trong những cái video lần sau thì mình sẽ tổng hợp những chiếc flycam khác trong những cái phân khúc giá cao hơn đáng mua ở trong thời điểm cuối năm 2023 này. Còn trong video này thì mình gợi ý cho các bạn là những chiếc flycam phân khúc giá siêu rẻ dưới 1 triệu đồng, anh em có thể nghiên cứu và tham khảo nhé. Mình sẽ để đường link về những cái sản phẩm flycam này ở phía dưới phần mô tả của video. Ok, video ngắn hôm nay của mình xin được phép là kết lại tại đây. Cảm ơn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.